Hello guys. So today we talk about the frozen shoulder. I have frozen shoulder for some reasons. You have some symptoms like that. You got the stiffness, like difficult to move. Some brains, if you pain when you move shoulder, our brains up, sideways, or this side. Doubt, I don't know, I don't have doubt, but maybe some people will have some doubt. Xin chào bà con. Hôm nay thì Vinh Ly xin nói về cái triệu chứng là cứng cứng dai với lại đau bả dai cho bà con nghe. Thì cái triệu chứng là đau cái bả dai mỗi khi mà di chuyển cánh tay về hướng ra ngoài lên trên hay là về hướng ngang. So the reasons for this frozen shoulder is we know yes, it's so many reasons for that, from inflammations, from you don't move your arm so long time, like you playing game, you working, typing like this several hours, you don't move it, or you practice exercise like wave and you make a scar tissues like this. You make a scar tissues, you see? You make a scar tissues. And the scar tissues is obstruct you to move your shoulder. It's not move anymore. Every time you move, the scar tissues or inflammations on the joint like that, on the joint like this, is the block the movement and make you feel pain. Thì cái lý do mà bà con bị về đau cánh tay hay bả vai đó là nó rất là nhiều lý do, nó không có rõ ràng, khó mà biết được rõ ràng. Thì phần lớn là tại vì làm việc lâu ngày, chơi game hay là đánh máy tính vậy nè, không có di chuyển cái cánh tay, cái bả vai mình thường xuyên lâu ngày, thời gian lâu mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày như vậy thì nó sẽ làm cho bị viêm, bị cứng, hay là về vận động thể thao, tập tạ thì nó sẽ làm cái phần cơ với lại phần gân ở đây nó sẽ bị tổn thương, nó rách ra. Rách ra là sau khi nó lành lại nó sẽ hình thành một cái vết sẹo ở trong cái phần cơ xương của mình, nó giống như hình ở trên đây. Bà con thấy nó hình thành vết sẹo. Thì cái vết sẹo này á, khi mà mình di chuyển cái bả vai cánh tay của mình á, cái vết sẹo ở trong cái phần cơ, phần gân xương, phần kết nối đó, nó sẽ động tới cái vết sẹo đó, nó sẽ làm cho mình không có di chuyển được trơn tru. Giống như là giờ nó có cái cục đó, nó cứng cái chỗ đó rồi, di chuyển ở đây cứng gây đau. So I will show you guys here. You see, here's the healthy. The healthy is connected to the joints of the shoulder, and you have a tendon, and the other tissue is very normal. And right there is the frozen shoulder problem. You see the swollen, so it's got inflammations right there. So every time you move, you will feel pain and you feel blocked, like stiffness. That's the cause of pain and stiffness. So bà con thấy ở đây đó là có hai cái hình. Hình bên này là một cái bả vai bình thường, rất là khỏe mạnh. Thì ở đây là cái hệ thống gân với lại kết nối đó, nó rất là bình thường, hoạt động rất là trơn tru. Còn bên đây khi mà mình đã bị viêm hay là gì rồi, nó sưng lên rồi á, thì là mình sẽ di chuyển rất là khó khăn, nó sẽ cứng cái bả vai của mình và nó gây rất là đau đớn. Mà gây đau như vậy mình không có di chuyển nữa, không di chuyển á, mình càng không di chuyển á, thì lâu ngày nó sẽ gây cứng cái phần đó nữa, là mình càng tệ hơn nữa. So it's more, the more you pain, the less you move your shoulder, is the less frozen shoulder problems getting worse. So right here you see the same thing.
this is the healthy shoulder, and right here, and the inflammation joint capsule. So the joint capsule is like, it have the thing like this, and it's inflammation. Your shoulder had a thing like this, and this is your shoulder bone. So if it's swollen, it's inflammation, it blocked, shoulder cannot move anymore. Giống như cái này là người ta gọi là cái xương xương nối ngay chỗ cái dài của mình đó. Nó sẽ có cái hốc như vậy. Thì cái hốc bình thường nó sẽ di chuyển rất là trơn tru. Khi mà cái hốc nó sưng lên rồi nó sẽ làm cứng lại, mình di chuyển rất là đau, khó khăn. Here's the picture of the healthy, no scar, and when you see you practice exercise or you practice weight, sometimes you got injury and you tear up the connective tissue a little bit, and just forming the scar right here. When it form the scar like this, and it's certainly the scar is not make the connective tissue flexible anymore, and it's frozen your shoulder. Ở đây hình này rồi bà con thấy là cái này là một cái bả dài dưới lại cái gân. Cái gân dây chằng cho bả vai mình nó rất là khỏe mạnh, nó không có tì vết gì hết. Còn bên này lúc mà mình tập thể thao hay là mình vận động bình thường, nhiều khi cũng gây mình nó xé cái dây cơ chằng gân độ ra hết, đúng không? Hay là nhất là tập tạ thì Vinh tập thể hình đó, có tập thể hình chút đỉnh đó, thành ra nó bị nghĩ là lúc mà mình tập thời gian dài mình chưa có tập nặng lại, lúc mà mình tập nặng nó bị xé cái cơ, cái phần gân bả vai của mình xé. Khi mà nó xé rồi mình cảm thấy đau bệnh nhất bình thường thôi, nhưng mà lúc mình nó lành lại nó sẽ hình thành một vết sẹo như vậy. Thì cái giống như da bình thường của mình á, mấy cái mô mà kết nối đó, nó giống như da của mình, nó rất là mềm dẻo, giống như là nhựa cao su vậy đó, rất là mềm dẻo. Thì mình coi vô coi ra bình thường không sao, nhưng mà khi nó hình thành cái vết sẹo thì cái vết sẹo đó nó không có còn mềm dẻo nữa, thì mình coi vô coi ra cái vết sẹo đó nó sẽ gây cứng, gây đau. So the scar doesn't flexible anymore, connective tissue is just like plastic, like your skin is very flexible, so you movement very smoothly. And when the scar forming on your skin or on your connective tissue, like the plastic had the scar had the informal form right there, so it's not flexible anymore, and it makes stiffness, makes pain very painful. So here's the healthy joint with the they have the liquid between the joints and the things go around it, and this is the inflammation joints and make a stiffness. Bên đây bà còn thấy là cái khớp xương rất là bình thường, cổ này nó giống như dạng là viêm cái màng bao capsule arthritis, viêm cái màng bao màng kết dính đó. So today I will show you guys there's very many treatment for frozen shoulder. It came from very non-invasion treatment like physical therapy, physical exercise. So you have to do exercise range motions, increase your range motion about 20 seconds each position, and more than 20 times per day. So the symptom will reduce after about 6 months to 1 year, about that long. It will smoothen the connective tissues,
And it will like smooth the scar, it make the scar more flexible, or it change from the scar a little bit, so it make more. And the other treatments, the other treatments like medicines, pain medicine, the other medicines, like anti-inflammatory drug and steroid, or they can have ultrasound therapies, or the other is surgeries. The surgery, they can do some things, cut the tissue out and sew it very smoothly. Thì cái này cái chữa cái bệnh cứng, cái bả vai này nó thì nó rất là nhiều phương pháp, bao gồm phương pháp là ít có xâm lấn, như là mình tập thể thao, tập thể dục, mình tăng cái mở rộng cái phạm vi hoạt động của cái cánh tay của mình khoảng 20 giây mỗi cái vị trí khoảng 20 giây, và mình phải tập khoảng chừng 20 lần trong một ngày. Thì mình tập như vậy khoảng chừng 6 tháng tới 1 năm thì mình sẽ hết giảm suy giảm triệu chứng, và mình sẽ cảm thấy hết. Là một số phương pháp chữa trị khác giống như là thuốc giảm đau, thuốc giảm sưng, rồi thậm chí là siêu sóng âm, dùng sóng âm, hay là dùng về phương pháp xâm lấn nặng hơn nữa là mổ. Thì mổ thì họ sẽ có thể họ sẽ cắt cái phần phần mô bị thương, bị tổn thương, và họ sẽ may lại cho nó lành quá, hay là họ dùng những phương pháp khác, thì những cái nhà phẫu thuật chuyên môn họ sẽ có tư vấn riêng cho bà con. Thì hôm nay đó là Vinh chỉ cho bà con là những động tác cơ bản để mình tập như vậy. Thì lúc mà mình bị nhẹ hay là mình ráng cố gắng tập như vậy khoảng 6 tháng 1 năm thì nó có thể nó hết, mình sẽ cảm thấy bớt đau. Rồi mình nhiều người bị cứng là không có chỉ giơ được tới đây thôi, không có giơ thẳng tay được lên luôn. Vinh còn giơ thẳng tay lên được nhưng mà cảm thấy là đau, rất rất là đau. Hay là mình giơ bên đây, nhiều người chỉ giơ được tới đây thôi, không có kéo được qua tới đây, kéo qua được tới đây mà cảm thấy rất là đau. Thậm chí giơ ngang cũng vậy, mình tưởng là mình đau cơ nhưng mà không có đau cơ, thật ra là cái phần kết nối. So some people they cannot raise their hands, they cannot raise their hands, they only raise up to this point, so their range of motion very limited. With me, I can raise my hand up here, but I when I raise up my hand up here, I feel pain, very painful. And some people they can move their hand up here, but it's not very. The range is limit. You see the range limit. You think your muscle, your chest muscle build, so you cannot move your hand, but that's wrong. It's not chest muscle build. just chest muscles is still very small. The thing is right here, the range of motion is blocked. The stiff shoulder, frozen shoulder block you. You cannot move anymore. See, so you increase your range of motions like this, or the sideways. You sometimes you feel it look like muscle, but it's not muscle actually. If you pay more attention, you can feel that is the joy somewhere right here. Pain right here. First, I will show you the movement, very simple. This movement is increase your range of motion. So if you can, you cannot move from side, you move more from side by use. Keep this hand straight. You can keep the fingers straight, or you can hold finger. It doesn't matter. As long as you keep your arm, forearm, and upper arm and lower arm straight, and use the other hand, use the other arms, try to pull it to increase the range of motion. Try to pull it in. Remember, keep this arm straight. If you don't keep it straight, it doesn't affect much. So keep it straight, so it can straighten your tendon and
and straight everything is stretched straight out your tendon. Like this, increase your range of motion, straight your tendon, and hopefully it can stretch the tendon out and make the new recoveries from the scar and the tear off. So là động tác thứ nhất mà Vinh muốn chỉ cho bà con đó là động tác vô cùng đơn giản, là không có cần sử dụng công cụ gì hết. Thì mình sẽ cánh tay của mình đó, mình giờ tới đây nhiều khi nó cứng nó đau, thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình mở rộng cái phạm vi hoạt động của cánh tay của mình. Thì là bàn tay với lại hay mình nắm hay mình xè bàn tay gì cũng được, nhưng mà chủ yếu là cái cánh tay trên là cánh tay dưới là mình phải thẳng thẳng với nhau, thẳng như vậy. Rồi cánh tay khác mình sẽ kéo vô, mình kéo vô như vậy, không mình kéo vô như vậy, mình giữ như vậy là 20 giây. Mình kéo vô để mình tăng cái mở rộng cái phạm vi hoạt động của cái khớp của mình, xong rồi mình giống như làm cho dẻo, là mình kéo căng cái cơ, căng cái dây chằng, với lại mình làm cho cái vết sẹo, vết sẹo ngay chỗ cái bả vai của mình nó sẽ trơn tru hơn, và hy vọng là đó là cái cơ thể của mình nó sẽ hồi phục cái phần cơ, phần dây chằng bị rách đó, và nó hồi phục cái vết sẹo mới, nó không có làm cứng đó. Mình làm vậy, mình giữ vậy 20 giây. So you guys can hold this position for 20 seconds and try to practice it 20 times per day. So the second position is up arm. Sometimes some people cannot raise it up like this, so you can use the other hand, try to pull it up, or you can try it up for 20 seconds. Động tác thứ hai ấy là nhiều người không có giơ tay được, thì có thể dùng cánh tay khác, mình kéo lên, kéo lên vậy, hay là dùng hai tay kéo lên vậy. Còn nếu mà trên mình có sợi dây đó, mình có sợi ở nhà, mình có sợi dây, thì mình kiếm cái cây hay cái gì ở trên đó, mình móc sợi dây qua, mình kéo cánh tay của mình qua vậy. So if you guys have a string or something at home, you guys can find something on top and hook it over and try to pull this arm up like this. Try to put this arm up like this. So increase range of motions. Try to put this arm up like this. Try to keep it 20 seconds. Xong rồi cái động tác thứ hai là mình sẽ dùng cái khăn giải hay là khăn tập gì cũng được. Ở đây thì mình có một cái này để mình tập thể hình đó, là cái sợi dây thun á, sợi dây thun thì cũng được, nhưng mà cái giải thì nó tốt hơn. Giải hay cái cây cũng được. Mình kéo cái cho cái bả vai của mình ra phía sau. So there's another position. Every position we keep 20 at least 20 seconds and 20 times per day. Very easy to remember. So you guys use a towel or a towel. Right here I have a plastic band for me to practice to build my body muscle. So I use you hook it from the back like this. Hook it from the back and pull it. So when you pull your arm up right like this, you keep it 20 seconds for 20 times per day. Very easy and simple. Remember, you hold like this, so you practice on this shoulder. So it's not on this shoulder, because you pull the shoulder up. So by the times you can use your hand. You against your arm like this and try to put the head back. So it's have to raise your right shoulder like this. Trong khoảng thời gian mà bà con kéo như vậy là mình chỉ kéo cho cái dài bên bên phải của mình đã kéo cho dài bên phải, chứ không phải kéo cho dài bên trái. Mình dùng cái tay trái để mình kéo cho dài bên phải nó lên như vậy,
Tại thường cái cử động lên nó mới bị cứng, chứ cử động xuống nó bị cứng. Tại vì cái vai mình á, mình thả lỏng cái vai xuống ngày xuống dưới rồi thì cái vị trí mà bên dưới á, mình ít có bị cứng lắm. Because we hang out our arms down all day long, so it's the down position is rarely get stiff. The up position is up and side position it gets stiff more than the down position. When the scar tissue forming or inflammation forming, your arms downward all days. That's why the scar doesn't block the down positions. Lúc mà cái bả vai của mình nó hình thành cái sẹo á, hay là nó bị về sưng đó, nó sưng lên thì cái tay của mình á, thường thường ngày cái tay của mình không không ít có ai mà đi tối ngày mà đi kiểu này lắm, người ta đi kiểu này thôi, cái tay mình nó xuống cái tay của mình á, nó cái tay của mình á, nó là ở cái vị trí ở dưới, nó thòng xuống dưới này nè, thành ra cái vị trí thòng xuống dưới á, nó rất là ít có bị cứng, ít có bị đau. Lúc mà nó hình thành cái vết sẹo, nó hình thành sau đó thì nó chỉ cản trở cái hoạt động lên trên với hoạt động ngang thôi, thành ra cái hoạt động mà thả cái lỏng cái tay rất là ít. Wow, with the people have the down position frozen, you guys can hang down the arm like this and try to move the arm like this little bit. Xong đối với bà con đó mà bị cái trường hợp rất là hiếm, tại vì trường hợp mà cái thõng cái vị trí mà xuống mà bị đau đó, mình thả vai xuống mà bị đầy đau rất là hiếm. Nhưng mà nếu có đó thì mình sẽ dùng một cái ghế mình thả cái bả vai của mình và mình xoay tròn như vậy, xoay tròn mình tăng dần cái hoạt động của nó như vậy. So the other position I show you guys is just like the alternative, but it's not necessary. You can use chairs like this and try to raise, to pull down both hands on the chairs and put your hand on the chest and try to go down to lower your body down and raise shoulder like this. So you step, lower your body down like this. See? Cái thêm một cái hoạt động nữa đó là cái này là chỉ là thay thế thôi cho mình có nhiều nhiều lựa chọn hơn thôi. Thì bà con sử dụng một cái ghế như vậy, xong rồi để hai tay lên ghế, sau đó đó thì mình sẽ hạ, để thẳng tay rồi mình hạ cái người của mình xuống. Thì cái này nó tập nó khó khăn hơn, nhưng mà cho một số người ta muốn tập thay thế như vậy. The other thing you do is you push against the wall like this and try to raise against the walls, your hand against the wall and try to lower your bodies. Xong một cái tư thế khác mà có thể lựa chọn khác cho bà con đó là mình sử dụng bức tường, mình để hai tay lên bức tường vậy, xong rồi mình sẽ ngã người tới tới khi nào mình cảm thấy đau rồi thôi. Giữ khoảng 20 giây, 20 lần, 20 giây một một lần, với lại 20 lần trong ngày như vậy. There is no equipment exercise. One more, no equipment exercise. You raise your hand and try to circle. Raise your shoulder. I'm sorry. Raise your shoulder and try to circle it like this. Like this. Try to circle it backward and forward slowly. Slowly. So it's increase the motion is smooth. Just scar tissue. Xong cái hoạt động khác. Cái vị trí khác là bà con sẽ xoay tròn cái bả vai của mình như vậy, xoay tròn bả vai của mình như vậy để cho nó tăng
tăng cái phạm vi hoạt động của bả vai, với lại nó có thể nó làm cho cái phần chậm thôi, không cần lẽ nhanh, nó sẽ làm cho cái phần sẹo sẹo trong gân á, có thể nó sẽ biến đổi phần nào, nó sẽ hình thành cái mô sẹo mới, hình thành mô sẹo mới, nó sẽ dẻo 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 dài hơn chút xíu. So there's another simple positions on the side. So you use one chest like this, and you keep your arm like this, and just try to lean it like this. So it's raise your arm up from the side. That's alternative. You don't need to use the other hand to pull this arm. So it's just like you lean it itself, and it's just increased position, and you can again your hands, use your hands against your arm a little bit, push on the back. Keep it 20 seconds and 20 times per day. Xong một cái động tác khác, bà con nhớ là nãy mình kéo cái tay, dùng cái tay này, mình dùng cái tay này mình kéo phải không? Thì là nếu mà không có muốn sử dụng cái động tác mà dùng cái tay này mình kéo tay kia, hay là dùng dây mình kéo tay kia, thì mình có thể để cánh tay mình lên ghế như vậy, sau rồi mình nghiêng người qua để mình tăng cái phạm vi hoạt động của nó, nghiêng người qua cho nó thẳng, xong rồi có thể cảm thấy đau thì mình giữ khoảng 20 giây, rồi mình tập 20 lần trong một ngày như vậy. Hay là mình có thể mình sử dụng cái đầu của mình tựa cái đầu vô cánh tay của mình đẩy đẩy cái cánh tay của mình ra đằng sau chút xíu. That's another positions. This position is like this, but I don't think it's worth so much. This doesn't work for me. Có nhiều người ta thích tập yoga, và con ta sẽ cộng thêm mấy cái động tác này nữa. Mấy động tác này nó căng kéo căng cơ ra, nhưng mà cái này thì Vinh nghĩ nó không có ảnh hưởng tới phần da nhiều, ảnh hưởng phần cổ tay nhiều hơn là phần da. Nó có chút xíu vô phần da nhưng mà không không có tác dụng nhiều bằng như mấy động tác kia. Thì có rất nhiều động tác và bài bài tập khác khác nhau, nhưng mà mình chủ yếu mình chỉ tăng cái phần dẻo dai của phần vai thôi. Vậy chúc bà con ai mà bị về cứng phần vai thì có thể theo dõi cái bài tập này để mình tự chữa cho mình. Tự chữa cho mình, nó sẽ mình đi tới bác sĩ cũng cho mình hướng dẫn mình đi tập physical therapy, cũng một số bài tập như vậy, chủ yếu là mình phải tự tập ở nhà. So I wish you guys can follow this exercise and can cure yourself from frozen shoulder. You guys can go to physical therapy, go to your doctor introduce you to the physical therapy, but the most thing is you have to practice by yourself and keep it up. So please, if you guys like my channel, please subscribe my channel, and you guys can view the most recent video up here, and the best video for you right here. And remember, subscribe my channels here. Thank you. Và con nào cảm thấy thích thì có thể theo dõi, mong rằng bà con có thể chữa tự chữa lành cho bệnh của mình. Có thể theo dõi kênh của Vinh Ly ở video mới nhất ở trên, và video mà thích hợp cho bà con xem kế ở bên dưới này, và subscribe right here. Cảm ơn nhiều. Thank you. See you guys next video.